có một cái hang gì siêu to khổng lồ ở tít bên trong kìa. Ui sâu ơi là sâu luôn. Em đoán đây là hang rơi anh ạ. Rơi, em đoán đây là hang chăn núi anh ạ. Chăn núi á? Lấy cái que khều khều xem có cái gì bên trong không em. Cái que như này có. Cái que như này chọc thế nào được? Có đến đây là hết rồi, còn chọc gì nữa. Lấy cái que dài hơn đi. Đây anh ơi. Đấy. Ui, cái que này chưa thấy đâu các bạn ơi, chưa thấy đấy. Nó chui ra đấy anh ạ. Chưa có gì. Thử bình tĩnh. Ê, nhìn này. Ui. Ở đây có một cái dây này. Có một cái dây gì? Đây. Dài lắm anh ạ. Ui, để em kéo xem. Kéo cái dây đi. Ui, dài lắm. Kéo cái dây. Ui, có cái gì ấy? Ui. À. Ui, có cổ gì đấy anh ơi? Cây này là cây. Ui, đây là cây củ đậu mà. Ngọt dã man luôn cậu ạ. Ui, củ đậu rừng. Mình mời tất cả các bạn nha. Ui, thế nào? Giòn, ngọt. Trời ơi, tuyệt vời. Anh các đi, bạn anh ơi đi, anh đi. Các bạn ơi, hiện tại thì Hà Sam, anh Cô Đỏ với lại Cò là đi vào trong rừng khám phá các bạn ạ. Và chúng mình ấy là đột nhiên nhìn thấy có một cái hang đá các bạn ơi. Hang đá rất là sâu và rất là cao luôn đây này. Tất cả bao quanh là đều là đá luôn. Bên này còn có một cái thác nước nha các bạn nha. Đây này, bên này còn có nước này. Bên này này còn có hang động này. Bên kia cũng có một cái hang động nữa các bạn ơi. Và lối ra duy nhất của chúng tớ là chỉ có một cái lối này thôi các bạn ơi. Ngon nhỉ, có rồi nhỉ. Chứng tỏ ra ấy, là ở trong rừng này rất nhiều hoa quả ấy, mà ấy, ngon đấy anh ạ. Hay là anh em mình ấy, đi tìm hoa quả lạ trong rừng đi anh đi. Lúc nãy ở cái hang kia có một củ đậu, anh nghĩ ở cái hang này có 10 củ đậu luôn các em ạ. Tìm vào đây anh ơi. Cẩn thận đấy. Ui cái hang này các bạn ơi, ở trên này rất là cao luôn. Ở bên dưới này. Wow. Ui. Vào đây mát ơi là mát, lạnh ơi là lạnh luôn. Trong này rất là sâu anh ạ. Sâu đi vào đây các em có thấy lạnh không? Ui, sâu lắm luôn ấy. Mà sâu hun hút vào bên trong ấy anh ạ. Ui, nhìn ở trong máy quay này thì thấy sáng rồi chứ còn ở ngoài tối lắm các bạn ạ. Chúng mình phải soi đèn mới nhìn thấy. Ui nhìn đá hai bên này các bạn ơi. Ui thần chui này. Đá tổ ong ấy. Thần chui gai. Còn trên này lại đá khác này. Ui nhìn đây này. À, lạnh ơi là lạnh. Ui. Trong này là một lối vào rất là sâu các bạn ạ. Không biết đến bao giờ là mới là đáy luôn. Ui, còn sâu lắm cơ, đến chỗ kia thì còn có cả đường ngoặt đi cơ. Cái gì đấy? Em trêu anh tí mà. Thôi nhìn xung quanh trong có củ đậu nào không? Nhưng mà vào trong bên trong kia. Ui, ở đây này các em ơi, ở đây có bếp này. Hình như có ai đó đã nấu gì ở đây này. Nấu nướng gì ở đây hoặc là chú ở đây. Tại vì xung quanh chỗ này chỉ có một cái hang này thôi các bạn ạ. Chú ở đây thì sẽ không bị mưa, bị ướt gì hết đúng không? Ôi đi ra. Và đây vừa rét vừa run các bạn ạ. Con gì này? Ui nó đang bò này các bạn ơi. Con này giống như con cuốn chiếu rất nhiều chân luôn. Trong rừng này rất nhiều con vật lạ các bạn ạ. Ui nhìn này, siêu to luôn anh ạ. Siêu to, siêu khổng lồ luôn các bạn ơi, nhìn này. Ui nó cuốn mà. Ui nó to. Ui nó quá nhỉ. Các bạn nhìn này. Wow. Ui. Nhiều chân dã man luôn. Nhìn nó như con dế đấy các bạn ạ. Đây là con dế. Ui. Ui nhìn này các bạn ơi, nhìn này. Ui nó siêu to trông cái đầu của nó là uốn lên này. Con này không biết là nó có cắn không nhỉ. Thôi cho nó đi anh ạ. Thôi thả nó đi nhá. Thôi thả nó vào trong này. Thôi vào trong đây đừng đi. Ui. Vào đi. Nổi nhảy lên. Nổi. Anh Cô Đỏ. Ném đưa đi. Ui. Mày lấy quả này ở đâu đây? Em nhặt ở đây này. Nhặt ở đây á? Đúng rồi. Ui. Cây nhãn. Hà Trang ơi, cây nhãn. Nhãn rừng. Ôi giời ơi, wow. Ui. Đúng là cây nhãn thật rồi, có một cái chùm này nó khô rồi này. Nó bị rụng ở dưới dòng nước này luôn này. Nhưng mà hình như thối hết rồi là sao, bạn chạm nhẹ đã rụng hết rồi này. Ôi anh ơi,
có chùm đã chết ở đây, vẫn còn một chùm này, có ai viết xuống, viết xuống. Ôi, dùng cả cây rồi. Ê, nào, túm lấy anh ơi. Ôi, bắt lấy. Ôi, kia kia. Ôi, chùm nhãn này các bạn ơi. Cả cái cây to như thế này bây giờ còn mới một chùm này thôi. Ôi giời ơi, cái chùm dài lắm. Chắc thế. Ôi giời ơi, có lại đây này. Quay thế là nhạt. Ôi giời ơi, ăn cũng nói. Tuy nhãn nó bé bé thôi các bạn ơi, nhưng mà rất nhiều nước, rất ngọt luôn. Thế nào, thế nào? Ngọt lắm các bạn ạ. Ôi, quá ngon luôn. Ừ. Em mới cho em thử miếng. Ui các bạn ơi, nhìn này, quả thì bé xíu luôn ý. Ngờ rất là sai là Tam ạ. Mỗi tội là quả này hơi khô. Tại vì lâu quá rồi. Cả cây còn mới một chùm. Ngọt lắm luôn đấy các bạn ơi. Ui, ngon. Ở đây có cái lá lốt này anh có đỏ ơi. Đây là lá lốt này hả Tam? Ui dồi ôi. Thế nào? Không phải lá lốt đâu Hà Tam ơi, chả có mùi gì hết. Lá lốt phải thơm chứ. Đây là cây gì, cây rừng ơi. Ui, có quả đây. Đây này. Quả. Đây này, chùm chùm này, chùm chùm này. Ôi. Đâu nó rồi, đâu nó rồi. Đây. Nó rụng đây này anh ơi. Quả. Ôi, đưa tôi ăn. Từ đi ăn. Không được ăn. Tại vì mình không biết đây là cây gì, không biết quả này nó có ăn được không ấy anh ạ ơi. Nó ngửi thấy có mùi gì không mà có mùi hăng cái nó giống mùi tiêu anh ạ. Ôi thì đúng rồi, hạt tiêu anh ạ, hạt tiêu. Cây quá. Cẩn thận đấy, cẩn thận các em ơi. Ui dồi ôi, cố lên anh ơi. Ui anh, ui anh ăn gì mà mông nặng thế. Ui mà đừng có thả bom nhá. Ăn cho lắm quả rừng à. Để tìm được một loại quả trong rừng rất là khó khăn luôn các bạn ơi. Chúng mình phải đi theo con suối này, mà toàn đá là đá thôi, rất là nguy hiểm các em ơi. Nhìn xung quanh xem có quả gì không. Ui, không có quả gì anh ạ. Đây này các bạn ơi, nhìn này, rất là trơn, đá rất là nhẵn luôn. Không thấy có quả nhưng mà em thấy nhiều lá lắm anh ơi. Lá thì rất nhiều nhưng mà toàn cây không có quả đâu coi. Thôi, ăn tạm cái lá. Em xin. Thôi cho anh. Ui trời ơi, đây. Ui. Cái gì đấy hả anh ơi? Đây này, mộc nhĩ đây này Hà Trang ơi. Đây là nấm linh chi anh ạ. Nấm linh chi á? Không phải mộc nhĩ đâu. Không cần trồng mà vẫn có nấm. Ui. À anh ơi, cái này hình như là không phải mộc nhĩ anh ạ. Không phải mộc nhĩ đâu. Nấm linh chi. Linh chi đấy, đúng rồi. Nấm linh chi. Cực kỳ quý hiếm. Nhưng mà nấm rừng ấy, mình không biết là ấy, nó có phải nấm ăn được hay không, là mình cũng không dám mang về mà không dám ăn luôn đâu. Hay là mình mang về rồi mình hỏi mọi người xem là ấy, nấm này là nấm gì. Ui trời ơi, mang về ngỡ mày nấm độc thì lại bị chửi cho mà xem. Thì biết đi, tốt nhất là không cầm về các bạn ạ. Nhìn thì đẹp rất, đấy nhưng mà không cầm ăn đâu. Nhìn này, kia là ở kia có cái to đùng luôn anh ơi. Ui, to dã man luôn các bạn, rất nhiều. Mà bọn em sờ cái này xong phải rửa tay sạch sẽ đi xong mới được ăn cái khác đấy. Không nhớ mày nấm độc thì chết. Rồi bây giờ anh em đi xuống chỗ này đi. Ui các bạn ơi, nhìn này, đường đi rất là nguy hiểm, khó khăn luôn các bạn ạ. Các em đi xuống cẩn thận đấy. Anh tìm thấy một loại quả nữa này. Đâu? Đây này. Ui nhìn thấy chưa, quả lạ không. Ui, quả có phải là quả hay không anh ơi. Để em xem. Đây này. Ui ôi, em nghĩ không phải quả đâu anh ạ. Đây là hoa. Ui hoa gì mà đẹp thế. Hoa đấy. Đây giống như kiểu là cây dâm hoặc là cây giềng ấy nhỉ. Nhìn rất là giống luôn. Ui đây quả đây anh ơi. Đây mới quả đây. Quá. Đâu? Nhìn này, ui một quả này, hai quả này, ba quả này. Ui lần đầu tiên lần đầu tiên nhìn thấy quả khoai luôn các bạn ơi. Đây là cây khoai môn hay sao mà. Nhìn này, ui, quả luôn quả. Đấy, thấy chưa? Cây lá khoai này. Ui. Có, bỏ tay à, để anh xem ạ. Cắt đôi anh ạ. Ui, ra nước luôn. Cái nước. Chính là cây này, ui nhựa chứ không phải nước đâu. Ui, nhựa đấy, nhựa. Ui. Cây này chắc chắn là rất là ngứa các bạn ạ. Nhìn này, bên trong này. Hình như là đánh bóc ra xem nào. Ê, wow. Nhìn này như rất, kiểu nó rất nhiều hạt
quạt. Ui, nhìn giống cái quả đâu vừa nãy anh nhở. Anh lại thấy giống quả sầu riêng. Gai. Quả này có đẹp không này Hà Sam ơi? À, cong vậy. Ui. Đây là cái gì anh nhở? Trên này như chắc là hoa. Hoa rồi. Hoa, trên cái bao là quả phải dài đây này. Đến chỗ này này, ui nhìn này đẹp không? Nhưng mà quả này ăn không được đâu, ăn vào là ngứa mồm, sưng vê mồm luôn như là. Bấu chặt vào. Còn rộng rất là nguy hiểm các bạn. Các bạn ơi, gấu đỏ vừa nhìn thấy một chỗ rất là lạ luôn. Đi lên cho các bạn xem nhá. Ui, đường đi rất là nguy hiểm hiểm trở các bạn ơi. Ở chỗ này này, cái cây các bạn ơi. Ui, có một cái cây bị khoét một cái lỗ. Và bên trong hình như là có một cái gì các bạn ạ. Ui, cái cây rất là to, rất là cao luôn. Và bên trong này, bị đốt này. Khoét lỗ ở bên trong luôn. Bên này có đường vào không? Không biết là có gì bên trong. Cò với Hà Sam, ai dám lấy không? Đây là cái hộp gì ấy anh ạ? Anh ơi, nhìn ghê quá anh ạ. Kinh lắm. Tại vì sao ấy? Tại vì sao? Anh phải biết là tại vì sao ở trong này không có điện mà người ta vẫn có thể cắt được cái thân cây mà nó dày như thế ra được, là tạo thành một cái lỗ bên trong thế. Có thể là người ta dùng cưa máy. Cố lên. Ôi trời ơi. Có ai mông mày có kém như mông anh đâu. Ui, đừng thả bom nhá. Ôi, cố lên các bạn ơi. Sẵn sàng trèo lên kia để lấy cái quả này các bạn ơi. Quả này giống quả sung lắm mọi người ơi. Đây này, một chùm rất là nhiều quả luôn này. Đây này, đây bên này nữa này. Ui, bên này có một chùm siêu to luôn này. Ui, đây này. Ui. Ui, các bạn nhìn này. Ui, đưa em vô cái em với nhìn. Rồi, xuống đi. Cho anh gấu đỏ một chùm nữa này. Rồi, thôi xuống đi, cả ngã. Ui, các bạn nhìn này, nhựa này. Nhiều nhựa sung luôn. Ui, vẫn là nhựa tiếp này. Vẫn chưa thấy gì. Ui, ở trong đỏ này anh ơi. Ui, đẹp đấy. Chỉ là quả sung rồi, giống là quả sung luôn các bạn ạ. Nhìn này, đỏ chót ở bên trong luôn. Má ấy, em còn thấy nó giống một quả nữa, đó chính là quả vả anh ạ. Quả vả nó như thế nào? Quả sung, nhưng mà quả sung này là sung lông các bạn ơi. Không biết là có ăn được không, nhưng bên trong này có mấy con ở trên trong này. Những con bò. Nhìn rất là đẹp. Ui, quả này cũng không biết là quả gì, không dám ăn các bạn ạ, không liều được. Đúng không Hà Sam? Đúng rồi, cho em đi tìm quả khác đây. Anh đố bọn em biết đây là cây gì? Cây cọ anh ạ. Cây cọ đâu mà cây cọ? Cây mây, đúng rồi, cây mây. Không phải, cây cọ cũng chẳng phải cây mây. Là cây gì? Cây rừng. Cây rừng thì đúng là cây rừng rồi. Nhưng mà đây là cây móc. Cây móc để người ta làm chổi quét chân đấy. Cái chổi ở nhà của em nó chính là làm từ cây này à? Không, chổi nhà của em làm bằng lá cọ. Chổi, đây là cây móc, là cây khác. Ui, chặt lắm. Được rồi. Cho em để em cầm. Nhìn này, nhìn nó lạ cực kỳ luôn ấy. Xài chiếu quả luôn, ở đây là những hoa sao ấy. Ui giời ơi, lại còn là hoa. Tìm xem là có quả là không. Ôi, đây. Ui, một quả rất là to luôn anh ơi. Ui, đây. Đây mới là quả này. Đâu anh nhìn quả nó xem như nào đã. Ui, nó vỡ rồi. Ui, vỡ rồi, đây là hạt ở trong này. Hạt. Ui, có hạt luôn này. Ôi giời, lấy cả tảng nó này. Ui, chắc thế nhỉ. Vẫn chưa đập được các bạn ạ. Được rồi. Đây là, ui, bên trong này các bạn ơi. Nó có cái gì trắng. Nhân. Nhìn thế này anh lại liên tưởng đến hạt ốc chó. Hay là hạt mắc ca các bạn ạ. Phải đập. Có mùi gì không phải sao? Có mùi không khí anh ạ. Lại thêm một quả nữa không ăn được các bạn nhá. Tại vì chúng mình chưa ăn bao giờ nên cũng không dám ăn. Nhìn thì đẹp thôi nhưng mà ăn vào là có thể là Tèo. Ở đây có một cái vũng nước các bạn ơi. Mình thấy đọng lại rất nhiều loại quả luôn. Có quả như kiểu, đây này, giống như quả mít này các bạn này. Quả mít thối này. Ui. Đây này, đây có quả ổi thế này các bạn này. Ui. Đúng quả ổi hay quả gì ấy. Ui, đây này có mấy quả chìm xuống dưới rồi này. Mùi thì giống mùi ổi lắm nhưng không biết là quả ổi không. Còn quả này là quả gì ở trong rừng này. Đây giống quả cam hay là quả bưởi gì ấy. À đây này, đúng là quả mít luôn các bạn ơi. Rất là nhiều luôn, bị chảy từ trên suối chảy xuống và đến đây không chảy được nước nữa nên nằm đọng lại ở đây các bạn ạ. Rất nhiều loại quả luôn. Hà Sam, ngửa tay ra anh cho em quả này. Nhanh lên, nắm chặt tay vào. Đúng là Hà Sam dễ bị lừa thật đấy.
thôi, đành phải lấy lòng bọn nó thôi. Anh có quả này, ngon lắm. Thôi anh đừng có lừa bọn em nữa đi. Ngon thì anh đã ăn từ lâu rồi. Ngon thật mà, quả này đến các cụ còn ăn, các cụ đang yếu còn ăn đấy. Thật á? Ừ, này này này, mà nhìn đi, màu nó đỏ đẹp quá đi. Màu cam. Quả này ăn được mà, bà nội anh ở nhà ăn chuốt. Quả này là quả cau. Quả cau á, là nó đắng đấy. Mỗi tội quả cau này là quả cau rừng, nên nó vừa bé, vừa dai, vừa cứng hơn quả cau ở nhà. Em tìm được quả chanh leo rừng này. Wow, nhiều chưa, nhiều chưa. Nó còn nhiều như thế này hả con? Ở tít trên kia anh kìa. Quả là chín, quả là chín. Đây, 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 đây. Ủa mà nhiêu này là chín hết rồi anh ơi. Ôi, xem nào. Ôi, anh ơi, nhưng mà dai ạ. Ôi, ui, đây này nhìn leo thật các bạn ạ. Đúng rồi. Nó chua chua, nó ngọt ngọt. Ui. Ngon lắm anh ơi. Đây. Ui nhìn thấy không này. Ủa. Chua. Chua chua. Nó vẫn ngọt ngọt đấy anh ạ. Đây, đây, anh ăn thử, ăn thử, ui. Ăn thử, ăn thử, ăn thử. Ui các bạn ơi nhìn này. Vàng ơi là vàng, vàng óng luôn này. Rất là đẹp luôn. Ui. Chua thế này mà bọn em bảo rằng không chua lắm. Ui, ui. Ai bảo ban nay anh lừa bọn em. Những cái cây to này hay có quả to lắm mày có ơi. Nhìn kỹ vào. Có anh ạ. Ui, thấy em thấy rậm rạp lắm. Đây này. Chỗ này đây. Một cây còn chẳng có lá gì luôn. Kêu, kêu em. Đang trên đường về thì lại gặp một cây dâu siêu to, siêu khổng lồ các bạn ạ. Cây dâu này mọc ở ngoài đường luôn các bạn ơi. Rất là sai quả luôn, nhìn này. Ôi, rất nhiều. Ui, quả chín này. Wow. Anh cứu nói, anh cứu nói. Ở đây nhá, có quả đen này, còn có quả đỏ luôn anh ạ. Quả đen là chín hẳn rồi. Chín rồi, đúng rồi. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy một cây dâu ta to như thế này các bạn ơi. Ui, đây, đây, đây. Nhìn này anh ơi, mà em bóp này, em bóp nó này. Ui, đỏ lòm tay luôn. Rất là ngon. Ui, ăn như quả nho ấy nhờ, nhìn như quả trùng nho ấy. Ngon lắm rồi đây à. Từ sáng đến giờ bây giờ mà ăn cây nho như thế này. Đây này, ăn, ăn anh ơi. Ui, các bạn ơi, nhìn quá ngon luôn. Nhìn như kiểu trùng nho li ti ấy. Phải có cái này ăn cùng mới ngon này. Bột canh mì tôm, chấm những quả xanh. Đây này các bạn ơi. Quả này này, những quả mà ương ương như này này. Chấm một canh đấy, rất là đấy. Ngon luôn. Nhìn nào. Chấm quả. Chua chua ngọt ngọt ngon thế. Hái một lúc được một nắm luôn này à. Ui dồi ôi, cho tất vào mồm ăn cho đã. Cỏ cũng một nắm rồi các bạn. Ui dồi ôi. Thôi chúng mình đi về thôi, về thôi. Hôm nay chúng mình đi vào rừng và tìm được rất nhiều hoa quả lạ các bạn ạ. Có quả thì chúng mình biết là quả gì, chúng mình có thể ăn được nên là chúng mình ăn nhá. Nhưng mà có những cái quả chúng mình không biết là quả gì thì chúng mình chắc chắn là không ăn, đúng không anh Gấu Đỏ? Đúng rồi, ăn vừa vào một lần quay ra đấy thì ai cứu được chúng mình, đúng không? Đúng rồi, và video của Hà Sa đến đây là hết rồi. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.